Các bạn thân mến, thực vật là những sinh vật rất nhạy cảm, chúng cần nước, ánh sáng và nhiệt độ ổn định để phát triển. Chúng cũng cần được bảo vệ khỏi ký sinh trùng và các tác nhân nguy hiểm bên ngoài, nhưng thật khó để tìm ra một môi trường hoàn hảo có đầy đủ các yếu tố này. Nhiều giải pháp thay thế đã được tìm kiếm và thực hiện, nhưng không có lựa chọn thay thế nào là hoàn hảo. Bây giờ, hãy tưởng tượng xem một nơi tiếp xúc nhiều với ánh sáng, với nhiệt độ ít thay đổi, được bảo vệ và là nơi có nhiều nước. Nó trông giống như đại dương. Trồng cây dưới biển ư? Nó có vẻ là một ý tưởng điên rồ, nhưng sự thật là người ta không chỉ trồng cây mà đã có cả một trang trại được xây dựng dưới biển. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá vườn rau đặc biệt này nhé! Ban đầu, đây là một dự án thám hiểm được khởi nguồn theo ý thích của Sergio Gamberini, người sáng lập và chủ sở hữu của Ocean Reef Group. Sau đó, Sergio bắt đầu phát triển nó thành một dự án về cách trồng cây dưới đáy biển vào năm 2012. Mục đích ban đầu của họ là sử dụng các nguồn tài nguyên biển của Ý để khám phá cách trồng cây trong môi trường đặc biệt, đồng thời cung cấp các giải pháp trồng trọt cho một số khu vực khô cằn gần biển trong tương lai. Vào năm 2013, Sergio và con trai đã bắt tay vào mặc đồ lặn để bắt đầu xây dựng. Cách tiếp cận của họ là cố định một số quả bóng nhựa ở độ sâu 8m dưới biển, cách bờ biển khoảng 100m, tạo thành một sinh quyển nhỏ trong quả bóng và trồng các loại thực vật, bao gồm rau, hoa và các loại cây khác. Trong quá trình xây dựng đã gặp phải rất nhiều những khó khăn, bởi những công trình trang trại dưới biển này phải chịu được áp lực của nước biển và tác động của dòng chảy, ngoài ra còn phải có thể tháo rời bất cứ lúc nào. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, đã cho ra thiết kế trang trại dưới biển có hình dáng như những quả bóng sinh thái. Họ đã xây dựng 6 quả bóng sinh thái bằng khung thép và kính, sau đó cố định chúng dưới đáy biển ở độ sâu 8m bằng khung thép. Những vấn đề đầu tiên đặt ra đối với dự án này chính là hệ thống chiếu sáng và tưới tiêu. Trên thực tế, vùng biển được Nemo Garden lựa chọn có rất nhiều nắng, dù ở độ sâu 6-8m thì vẫn có đủ ánh sáng đảm bảo nhu cầu quang hợp của cây. Bên trong những quả cầu cũng được lắp đặt hệ thống đèn LED để bổ sung ánh sáng. Nước ngọt cần thiết cho việc tưới tiêu được cung cấp tự động nhờ sự bay hơi của nước biển bên trong những quả bóng sinh thái. Những quả cầu cố định dưới đáy biển này chứa đầy không khí. Nước biển bên trong những quả cầu sẽ bốc hơi do chênh lệch nhiệt độ và ngưng tụ trên bề mặt của những quả cầu. Cây trồng bên trong sẽ dựa vào nước ngưng tụ ở thành trong của quả cầu để đáp ứng nhu cầu về độ ẩm cần thiết. Ngoài ra, các cảm biến được đặt bên trong quả cầu cho phép người quản lý nắm bắt được những thông tin về độ ẩm, giá trị pH, nhiệt độ, nồng độ carbon dioxide, v.v. bên trong những quả bóng sinh thái. Tuy nhiên, khi trồng cây dưới đáy biển, ngoài những khó khăn thì cũng có một vài lợi thế nhất định, đó là nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trong nước biển rất nhỏ. Ở thềm lục địa phía bắc bờ Địa Trung Hải, nhiệt độ nước vào cuối tháng 6 khoảng 25 độ C và nhiệt độ trong quả cầu có thể lên tới 29 độ C. Đây là nhiệt độ thích hợp nhất cho sự phát triển của rau và các loại cây khác. Thứ hai là không sâu bệnh. Giờ đây, Nemo Garden đã bắt đầu lên kế hoạch tăng số lượng nhà kính và cố gắng tăng các loại cây trồng được trồng, chẳng hạn như cà chua, đậu xanh và nấm. Ngoài ra, một số dự án du lịch và tham quan dưới nước kết hợp với khu vườn Nemo cũng đang được thực hiện. Bằng cách này, khu vườn Nemo của tương lai sẽ có tiềm năng đạt được lợi ích kinh tế và trở thành một mô hình kinh doanh mà thế giới có thể học hỏi. Về lâu dài, biến đổi khí hậu trên trái đất đang có chiều hướng xấu đi và hiệu ứng nhà kính ngày càng rõ rệt. Theo đó, nó sẽ mang lại nhiều bất ổn cho nông nghiệp trên cạn. Và diện tích đại dương trên trái đất chiếm 70%, dưới nước có thể lọc bức xạ và nhiều vấn đề khó giải quyết khác trên đất liền. Nếu chúng ta thực sự có thể sử dụng không gian rộng lớn này để tiến hành trồng trọt thì chắc chắn nó sẽ là một lợi ích tuyệt vời cho người dân trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của HiTech Amazing.